Tiêu điểm báo chí sẽ tiếp nối chương trình ngày mới sáng cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, liên quan đến hoạt động hiến máu đầu năm, báo Dân Trí có bài viết nhấn mạnh nội dung máu là thuốc đặc trị cho nhiều bệnh nhân cần phẫu thuật hoặc truyền máu gấp do mất máu cấp, và con người hiện đại ngày càng hiểu giá trị của sự cho đi, không chỉ máu mà kể cả trao tặng những phần cơ thể quý giá của mình sau khi chết, nếu còn sử dụng được, hoặc lúc sống mà người bệnh cần để lành bệnh như máu tiểu cầu. Theo báo Dân Trí, y học hiện đại cũng đã có khả năng cứu sống nhiều người từ những mô tạng mà một người nào đó mất hiến tặng. Theo nội dung bài viết Việc thiện đầu năm của báo Dân Trí, máu có thể chờ người bệnh, nhưng người bệnh không thể chờ máu. Do đó, gieo mầm thiện có thể bằng nhiều cách, nhưng hiến máu thì ai cũng có thể, chỉ cần sức khỏe mình tương đối tốt, không có bệnh truyền nhiễm. Gieo mầm xuân từ giọt máu hồng của mình có lẽ là món quà không chỉ cho người nhận, mà còn là của để dành, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của hành động hiến máu cứu người. Thực tế, có những người đã nhận lại máu hiến khi bản thân xảy ra bất trắc. Tất nhiên, không ai muốn điều đó. Còn niềm vui lan tỏa khi biết mình cứu được 3 người sau mỗi lần hiến tặng máu sống của mình thì thật là khó tả. Thưa quý vị, sau khi thêm 2 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, thì Việt Nam đã có 5 thành phố gia nhập mạng lưới thành phố học tập toàn cầu được UNESCO công nhận. Nhưng việc học tập trọn đời là mục tiêu của cả cộng đồng, của xã hội loài người. Trong bài viết Thành phố học tập toàn cầu, báo Lao động cho rằng, trở thành thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo, thành phố học tập toàn cầu hay thành phố môi trường không phải là một danh hiệu, một giá trị, nhưng đã khẳng định được thương hiệu, ghi nhận những thành tựu mới của các địa phương này. Báo Lao động nhấn mạnh, sáng tạo và học tập trọn đời không chỉ là mục tiêu mà là bản chất của loài người. Nhưng được công nhận là thành phố thành viên của mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO sẽ góp phần quan trọng trong việc cổ suý cho sự vươn lên, sáng tạo hơn nữa, học tập và chia sẻ hơn nữa. Đây cũng là điều kiện tốt để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng Nhà nước về hội nhập quốc tế, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nền giáo dục và nguồn nhân lực của Việt Nam. Học tập không chỉ học văn hóa, kiến thức, kỹ thuật, công nghệ mà còn là sự sẻ chia, học hỏi nhau về kinh nghiệm sống, dạy bảo nhau về quan hệ nghề nghiệp. Vì vậy, tham gia mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO là điều kiện tốt cho mục tiêu học tập suốt đời vì sự phát triển đô thị toàn diện, bền vững, là chìa khóa để giải quyết các thách thức nêu trên, là sự khích lệ xây dựng một xã hội học tập cho các thành phố khác trên cả nước, cho cả cộng đồng. Thưa quý vị, báo Đại Đoàn Kết đưa tin, lần đầu tiên trong lịch sử, quả sầu riêng của Việt Nam có giá trị xuất khẩu vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ, đem lại nguồn thu khổng lồ cho người nông dân, doanh nghiệp. Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân chính khiến sầu riêng có một năm cực kỳ thành công là do thị trường Trung Quốc đã tiêu thụ kỷ lục trái cây này. Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết, năm 2023 vừa qua, không chỉ có sầu riêng, nhiều loại trái cây Việt khác cũng xuất khẩu với kim ngạch cao như thanh long đạt 523 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là chuối đạt 242 triệu đô la Mỹ, mít 168 triệu đô la Mỹ và xoài 154 triệu đô la Mỹ lần lượt ở các vị trí tiếp theo. Và dự báo năm 2024, giá trị xuất khẩu mà những trái cây đó mang lại sẽ còn tăng cao hơn nữa. Ngoài thị trường có nhiều dấu hiệu khởi sắc, thì việc đưa vào sử dụng nhiều trục đường cao tốc cũng được kỳ vọng sẽ giúp trái cây vùng đồng bằng sông Cửu Long nhanh chóng tiếp cận với thị trường xuất khẩu và giảm thiểu chi phí vận chuyển, bảo quản hay trung gian. Đó cũng là động lực mới giúp trái cây Việt vươn ra thị trường thế giới. Người dùng Internet ngày càng nhiều và càng lâu, dữ liệu cá nhân đưa lên mạng cũng càng lớn. Làm sao để hạn chế bị rò rỉ? Liên quan đến vấn đề này, công ty phần mềm Kaspersky khuyến cáo trước khi cài đặt bất kỳ ứng dụng chưa được xác minh trên các thiết bị cá nhân, thì người dùng nên cân nhắc những ưu và nhược điểm của ứng dụng đó. Các cửa hàng ứng dụng chính thức luôn là lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất. Trong một bài viết liên quan, báo Tuổi Trẻ cho rằng việc vội vàng tìm giải pháp thay thế có thể đồng nghĩa với việc bạn đang gia tăng rủi ro rò rỉ thông tin cá nhân vì những ứng dụng này có khả năng không quan tâm đến mức độ an toàn của dữ liệu người dùng. Theo báo Tuổi Trẻ, người dùng nên tìm hiểu thêm về cách luật pháp của quốc gia họ quản lý quyền của người dùng và xử lý dữ liệu cá nhân. Người dùng nên hạn chế cấp quyền truy cập dữ liệu của ứng dụng vì có khả năng dẫn đến nguy cơ tiết lộ hoặc lạm dụng dữ liệu cá nhân nếu ứng dụng không trang bị đủ các biện pháp bảo mật.
các giải pháp bảo mật hiện đại có thể chặn các ứng dụng truy cập thông tin cá nhân, cảnh báo người dùng nếu số điện thoại và dữ liệu của họ bị rò rỉ, cũng như cảnh báo họ nếu tệp độc hại đã được tải xuống trên các thiết bị. Ngoài ra còn có các dịch vụ giúp cải thiện tính bảo mật của dữ liệu cá nhân bằng cách làm theo các hướng dẫn đơn giản.